Rồi, vậy là kèo đầu của chúng ta đã được bắt đầu. Vào trận đấu đầu tiên thì quân chúng ta đang là hai chém Katapur, trong khi bên kia là AC và Egypt. Cái gì nói đôi bạn vẫn dễ đánh hơn một chút. Thì là hai cung tuyển. Có đôi voi cho Hoàng Mai Nhi rồi. Nếu đây là Pan thì tôi đánh giá là chúng ta có thể nói là cân bằng. Bên kia có AC, có Egypt. Chỉ là Katha thôi. Đôi voi gần. Coi là tạm được trong những thời điểm đầu tiên. Chưa nhìn thấy hiêu đâu cả. Có lẽ nó ở trên dốc hướng ở khu vực giữa bản đồ. Hay gần bãi vàng này. Đây là xi măng. Rồi hiêu đầu là một bầy hiêu rất to. Liệu có voi không nhỉ? Vàng thì ngay gần nhà thôi. Không biết anh em có thấy chất lượng và hình ảnh ổn chưa? Rồi chào Ngọc Oanh nhá. Linh Trang cũng xuất hiện rồi này. Không biết đang ngồi đâu đây. Chào anh Thành Long. À đây rồi, ok ok. Rồi chào Khánh Lê. Cuộc sống đỡ bế tắc. Không biết bạn tắc chỗ nào để mình bảo Linh Trang em ý vào em ý hỗ trợ cho bạn. Linh Trang có biết ăn sáng chưa? Hôm nay thì xúc miệng hơi sớm. 9 giờ sáng anh em đã lôi ra xúc nhau rồi. Tôi mong là anh em cổ vũ nhiệt tình hơn bằng những cái like và chia sẻ. Ôi, hai hit rồi. Cẩn thận một chút nào. Quả phụ là một bãi quả sáu. Bài mà Pơ cũng không thực sự mắc bình dành cho xi măng. Ôi, rồi. Thành công. Thả cầu vòi cũng rất đau tim của xi măng. Chưa ăn sáng. Sáng nay tất bật từ lúc 7 giờ đến giờ. Ở nhà còn thắp hương các thứ nữa. Đèo bà lên chùa. Xong rồi lên văn phòng luôn. Cũng đã được ăn sáng trước gì đâu. Trận đánh khá nhiều dân của xi măng. Bên này thì Hoàng Mai Nhi anh cũng đang đóng nhà điều kiện. Kích đời xong sẽ có luôn con giò.
vẻ như chết một dân với hai con sư tử này. Cái vàng này nhìn hơi xấu. Vậy là gặp màu 8 dương còi. Còi cầm Egypt. Egypt sẽ đánh chém để cho AC đánh cung thôi. Không thấy dân của dương còi đâu. Đây rồi, gặp. Có vẻ như là một cái hốc. Đúng là còi đánh chém. Có công cái nhà BA không? Đúng là như vậy. Rồi, chào xuất khẩu lao động Bùi Văn Phúc nhá. Đấy. Bơ một cái là anh em khán giả nói ngay. Cố gắng giữ con giò này. Rồi, chỉ còn 2 máu thôi và chưa có giáp. Thôi, vào đây thì khoai rồi. Biết xi măng thế nào. Đang là 30. Thầu đang khung được một cái hốc bên trong. Rất cứng. Bắt buộc phải công ca. Có công vào chỗ nhà BA được không? Chỗ đấy có cái E. Đúng rồi. Công vào đây hợp lý hơn. Bên mặt này toàn nhà cứng thôi. Đang thiếu vàng để nâng cái công 4. Có ca chưa nhỉ? Sắp có rồi. Chúng ta cũng chờ đợi. Nếu như công bung được cái hốc này của tiểu màn thầu thì ổn đấy. Liệu được không? Liệu được không? E bên này vẫn đang là của mình. E bên này vẫn đang của mình. Vào. Ui ôi. Thôi. Ca bình tĩnh. Đồng chí ca cứ bình tĩnh. Nó ra nó chốt E này hay là nó đập ca. Không. Không đập cũng như không làm gì cả. Chạy ra ngoài thôi. Chạy hết hốc rồi đấy. Búng hốc rồi. BE mít E nhá anh ơi. Cùng R đã có. Nhưng không nhiều. Vào đi ruộng. Nốt nào. Dân bên ngoài thì cũng đã chết rồi. Có vẻ như mang phù sang thủ đến từ còi thì phải. Vẫn đang là 3x. Thế trận chưa biết được đâu. Thì đội bạn bên kia Hoàng Mai Nhi chưa làm hại gì được dương còi nhiều. Rồi cố gắng lên. Lạc đà chém 4 rồi. Khá nhiều phù. Phù đỏ thế nhỉ. Vãi cả phù Egypt. Chịu ở đấy. Rồi 0-1. Quân là hơi khó đánh. Khi đội bạn khung nhà. Phủ phát được hai con lạc đà luôn. Cày thật.